Chẳng muốn làm gì. Mày bảo mày. Ôi. Đi hết đường. Tại nó không hương đấy. Không phải đâu. Đông rẽ vào đường hà đông xong đâm xuống, đâm thẳng xuống. Tay phải của anh. Xí quải. Bên tay phải của anh không tay phải. Nhưng anh. Người yêu tôi cùng là chuyện của chị đó. Mình luôn đấy. Ly biệt đúng không? Ly biệt. Nóng chưa? Nóng vãi rồi. Đi à? Đi à? Tạm biệt. Dài thêm chị không nhắn được ngay. Đây là mấy cái từ trước Tết rồi. Em đặt rồi luôn. Xuống iPhone 6S.
Thảo. Anh muốn xem đồ đạc. Anh có gì? Tất cả đồ đạc tôi đã ở để bên này hết. Có cái dùng ở bên này không? Trên Sơn Tây cũng gọi là sứ đoài, cả Hà Tây là sứ đoài. Hôm nay mình khai xuân nên mình phải order cái gì đấy. Tôi bị chôn chân ở đây không đi đứng lên được. Ăn nhiều quá. Nhưng mà thực ra lại rất giàu á. Một con kỳ quá. Cái xấu đây màu vàng xong rồi kem. Mang đây hả? Sơn muối vào lòng em. Bật quài. Đây là New York. Có order Shopee in the room. Đã chạy quảng cáo được mà. Anh xem đây. Lại thấy tiếng Việt. Đây cái tiếng Việt đây, alo này. Em ạ. Anh là 12.000 lượt rồi. Á phải mấy có 4-5.000 thôi mà. Giờ lại lên 12.000. Bây giờ lẫn, không biết gì nữa đâu.
sao cho hai cùng sống. Nhưng mà cái quê kiểu nhà rộng nên là nhìn nó cũng bé. Chơi chơi, mình cứ chơi ở nhà tao. Sao không cần đường đến cho tao. Chúng tôi về là tao. Nếu mà người nào quen năm nay bao nhiêu tuổi? Tám. Ừ. Mới được đi là khu vực mấy rồi, khu vực nông thôn rồi thì có cái quán karaoke đúng vậy, phát triển nhát là sao? Nhát từ từ.
sân đi. Đây có thể đi ra đâu. Ông về mày đợt đúng. Chưa đồ án á. Good.